nhưng mà giá trị nó vừa vừa. Đấy, tóm lại là vẫn giờ là anh liên đới cả đẹp xe sang đẹp người được thì không biết là tả như thế này. Rồi anh liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em nhá, anh gửi hình ảnh cụ thể cho em để em mua. Đây là thật nhá mọi người nhá, không phải là đùa đâu. Đúng rồi, mua là mua thật luôn, anh em yên tâm. Zin Việt, Zin Thái, Win. Anh đẹp là em vẫn đang có nhu cầu mua, hiện tại là khách hàng bên em đang cần nhu cầu cần rất là cao, nhưng mà hiện tại là nhà em thì không có nhiều. Vâng. Đấy mua thì không phục nhiều. Phục vụ khách hàng thôi. Mua xong cộng một chút anh em đến đúng giờ live cũng được, lên live luôn cùng cửa hàng em để làm sao phục vụ các khách hàng đang có nhu cầu, đúng không ạ? Anh em thì cứ đến vào tầm anh, giờ này Khánh gặp... Phạm Vision có màu xám không? Có màu xanh được không ạ? Màu xanh rêu thôi ạ. Anh Ngọc Quyền ở xa mua không chị? Có chứ ạ. Mua được anh Quyền nhá. Anh Linh Nguyệt dùng quần áo chất thế. Tỉnh anh em ơi. Em ship tất cả các tỉnh nha anh em nhé. Anh em cứ upload trực tiếp bên em là có khách hàng mang đến tận chân quên đến tận nhà cho anh em luôn. Tận nhà luôn. Đấy, kiêng mà tận trong nhà luôn cho anh em. Nên là anh em yên tâm mọi người nhá. Một chiếc xe Way vừa tiền cho anh em. 209. Vâng. Một chiếc Way S động cơ là 110, biển rồi. Hà Nội rồi. Hàng cũng gọi là đi ăn đi làm được, nhưng mà hình thức thì thực ra nó không vỡ đâu, nhưng màu đỏ chạy theo năm tháng thì nó bạc xuống thôi các anh em ạ. Chứ chiếc này là nó cũng liền xe đấy, chả có lỗi lầm gì hết. Máy đang nổ đây, chủ vừa đến bán. Bác nào đang cần một chiếc Way, giá yêu thương nhá, giá yêu thương, ưu điểm là giá yêu thương. Vừa mới về anh em nhá, chưa rửa, chưa dọn. Vẫn còn tem, vẫn còn zin hết, tất cả những loại là vẫn zin này. Tiền 39.6487, đây anh em nhìn tem zin này. Anh em nhìn cái độ tem nó vẫn còn từ 2010, 2009 đến tận bây giờ, ra máy cũng vẫn còn đều đẹp nên anh em nhá. Không bị sấy xước đâu, tại vì nó có bảo vệ, anh em có phải thay cho em cái gì cao su để chân. Đấy, mặt trên này anh em đánh xi cho em mặt lên, không cần phải gì đâu. Đấy. Anh Hung Lê, con Quay, đây em ra giá luôn anh ơi, 6.8 triệu chưa bao dọn nhá. Trên mặt đấy, cộng vừa một chút thôi. 6.800.000 một chiếc Quay chưa bao dọn. Chưa anh em chắc là mất đây này, cái phanh này anh em nhìn thấy không? Chưa có phanh không đảm bảo, anh em lắp cho em cái dây phanh vào. Bắt lại nhựa, đánh bóng dọn dẹp chắc là cũng tay cao su. Dăm 300.000 nữa thì hoàn thiện được đây cả còi đèn sinh nhan các chi tiết đấy ạ. Vâng, cái này thì thôi cũng không cần nha, tại vì nó ít tiền thì thôi cũng không cần phải cầu kỳ lắm. Anh em có thể tẩy rửa cái này, có thể bắn cho em là ok. Mất tầm khoảng ra con này ra 3 đến 500.000, 3 đến 500.000 là em cứ bán 6.800.000 chưa bao dọn. Bác nào có nghề thì lấy về dọn, không thì báo các bạn kỹ thuật sẽ báo dọn chi tiết cho các anh em mình. Quay bây giờ giá này em nghĩ cũng là phổ thông, đi ăn đi làm kiếm tiền về, những sản phẩm kiếm tiền về cho chủ nhân. Rồi. là đây chưa bao dọn cho anh em nhé. Vâng. Bởi vì con này em vừa mua xong nên em báo giá luôn là 6.800.000 chưa bao dọn. Không mai lúc là mà em để nguyên như này em chưa dọn, mai đến đây mà em dọn đẹp lên rồi để em phải cộng thêm tiền cho anh em mọi người nhé. Quay con Vision màu xanh, màu xanh là xanh rêu 2020. Trên anh top vừa họ đang nhắn tin hỏi em là con này bao tiền. Chị nào ạ? Con này luôn. Mobita. Tại vì là vừa hôm nay 2016, chị có, đúng không? Chị có làm video chị đăng luôn. Màu sắc không, nó đẹp. Không chê em nghèo lên xem đèo. Quả thì ta tút. Đấy thì đến này là hàng Mobita anh em nhá. Hàng mới về. Ở những năm 2016 thì okay. Nó là bản đắt cạnh tranh với là bản đẹp dần luôn các bác ạ. Đấy cái tem này đều là tem zin nhá. Nhiều bác bảo dán thêm nhưng không phải tem zin. Tem zin của Mobita đấy. Cái ra máy vẫn còn, máy cũng nguyên bản luôn. Để chân hay là báng càng này, các bác nhìn này đều theo xe hết. Được chưa? Hàng đẹp. Có tay sách thì chắc là xước họ dán lại thôi. Đấy em Ken em mới đang ở trên bên top của chị Dung, em mới sang top, chị đang bảo em là sang bên đấy để xem con này luôn anh em nhá. Đấy con này chị vừa quay đấy. Đấy không chê em nghèo lên xem đèo. Vâng. Mobita đời 2016 anh em nhá, nghe tiếng máy hộ em cái, anh em nhìn ốc trục hộ em này. Cái quan trọng mọi người nhìn chất lượng máy rồi, nghe chất lượng máy rồi này. Anh em nhìn ốc trục cho em xem. Đấy. Tem vẫn còn zin bản Mobita đời 2016 một thời và anh em rất thích nha anh em nhá, rất là thích cái bản này, tem đang, này. Đăng ký 2017 nó là xanh GB cải tiến lên nên nó có độ hot, xanh GB nó là truyền thống của những dòng Exciter rồi. Đấy. Giờ lại thêm được một cái thêm mẫu mã của Mobita nữa. Lốp trước còn theo xe, hàng đẹp mà. Đấy, máy zin sơn này cũng là sơn zin và tem này cũng là tem theo xe. Đấy để các bác có thể yên tâm. Mất một vài vị trí như cái logo trước hoặc logo sau thôi. Đẹp đúng không? Rất là ưng, đúng ạ, cũng phải là dành cho những bác nào có nhu cầu chơi những dòng xe côn. Chứ xe ga, xe số thì nó là thông dụng phổ thông. Xe côn phải là một số anh em trải rồi. Những cái xe côn nhất định. Vừa sắp báo bao tiền em ơi? Chiếc nào ạ? Con này, chưa báo đúng không? 19.800, chưa đến 20 triệu. FI phun xăng điện tử, lốp trước còn zin. Máy zin, sơn cũng là theo xe, được không ạ? Vâng. Anh em quan tâm một chiếc Xside bản Mobita đời 2016 đăng ký 2017 cho em, xe rất là đẹp luôn, anh quay gần cho em. Xe rất là đẹp mọi người nhá. Đây anh em nhìn từ những cái hàng đấy, từ những cái độ sần đây.
cam kết là không đâm đụng, sần rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đấy, 150 xe mới về tại cửa hàng luôn. Năm sản xuất 2016, đăng ký 2017, biển 29N1 53087 cho em. Mất mấy đấy, chi tiết chưa dọn thôi, như cái logo rồi trước hoặc cái đèn sau. Đấy, đèn phản quang sau, còn lại tất cả đồ đạc là các bác nhìn chưa dọn mà hàng mộc vừa mới mua về, lốp còn đúng không ạ? Tem này, hàng tem xịn này, nó rách nó chỉ bong chóc này chứ nó không cậy được cả mảng ra đâu các bác ạ. Chạy cực kỳ yên tâm luôn. Côn tay nhá, 150. Dòng côn Lakeside thì vẫn được đánh giá nhỉnh hơn cả là Winner. Nó có những độ đầm, độ chắc, bác nào chạy có thể đánh giá chung rồi. Nó sẽ quay bên em nhiều anh em nhá, quay bên em nhiều lắm anh muốn Winner mua. Winner 9V1 biển Cầu Giấy đấy, 13259. Từ cái bô này, Yamaha này, tem này, Noza này, hàng sơn này vẫn còn đấy các bác này. Nhìn đồ rất là đều và vừa, giá tiền cũng rất phải chăng, 11.500.000. Lên xe Win đi anh chị, hiện tại Win nhà em chỉ còn con biển 14 bình thường thôi. Vâng, 14, anh Hòa Lưu, em Dung mặc áo jack đẹp hơn. Vâng, anh Nguyễn Tịnh Văn, chúc Hoàng Dung khỏe như voi à. Anh Vũ Nghiệp cho xem Way 110. Chút thì sẽ là xem Way nhá. Chúc anh em cứ khỏe khỏe để em lên giao lưu anh em hàng ngày là được rồi. Gì giờ, quay AB đi thiệp. Chút em lên ạ. Vâng, vâng. Đấy, rất là nhiều anh em vẫn đang comment, mọi người vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Bên anh tóc tóc, anh đi qua thả cho em quả tim để cho nó rực con gió với nhá mọi người nhá. Mặc như sinh viên, rồi trẻ quá đúng không ạ? Nguyễn Văn Bộ, lên xe quay đi, chút xe lên anh em. Không phải là thi thoảng. Style rất là hấp dẫn đúng không ạ? Liên tục luôn, liên tục cập nhật update. Rồi, một chiếc Vision màu đỏ. Bản tiêu chuẩn, khóa rồi, chìa vành trắng, biển Hà Nội, bản mới, rất mới đấy ạ. Vừa mới mua, đăng ký đây, bác nhìn cái biển xe bản, gọi là bản mới nhất đi, để cho các bác dễ hình dung. Rồi, chỉ khác là bản tiêu chuẩn thôi, bản rẻ nhất. Đấy, mới Zinet nhất nha anh em nhá, những cái này Zinet này, biển AB và đời này là đời định danh rồi. Rồi. Đấy, biển định danh rồi anh em nhá, 00432. Đấy, xe chạy có hơn 7.000 km thôi, màu đỏ, xe sơn Zinet anh em nhá. Tất cả những này là Zinet này. Rồi, sản xuất thì năm 2021-22 thôi, đăng ký thì sang 2023 rồi. Chiếc này để cho anh em mình là 29.500.000. Hơn 7.000 cây các bác nhá. Tất cả phím hay là tay nắm này. Lại một lần nữa các bác nhìn xe, cứ nhìn cho em cái tay nắm, đi nhiều thì nó co ngót này, nó cứng đơ ra. Đấy, tất nhiên là đối với vài bạn. Còn đây các phím này nó nét, nó chưa có mờ này. Đấy, thay thì nó không đều các anh em ạ. Thay một phím thì các phím sau lại thay theo, xong các phím này rồi các đồ lại phải thay theo. Nên nhiều bác bảo nếu họ thay phím thì sao, nếu mà thay thì nhìn các phím khác nó lại không liền. Đấy, tay sách là vẫn còn zin này các bác này, được chưa? 29.500.000 thôi. Hàng Vision của những năm 2022. Vâng. Đấy. Đấy. Màu đỏ rất là đẹp. Bản khóa chìa đây anh em nhé. Bản khóa chìa thôi. Đấy, dành cho các chị em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Đấy, đăng ký sẵn rồi. Những chiếc Vision luôn luôn cũng vẫn hay nói chuyện với anh em. Tí tất cả những cái này, đấy, những cái này, đấy, ốc trục này, ốc này, tất cả này là zin hết nhá mọi người nhá. Đây anh em nhìn chóp của lốp này, lốp rất là đẹp luôn, đang ghét luôn. Đúng không ạ? Hàng lướt, những chiếc Vision lướt giá mà, những câu chuyện của những chiếc Vision lướt giá bao giờ cũng thế các anh em, rất giữ so với giá xe mới. Mỗi lần em đọc giá các anh em hay có những cái động thái như là cao quá hay là ôi mới quá ơi. Đấy, để câu ôi giời câu ơi câu đúng không, rất là phù hợp cho Vision và Quay. Thôi các bác cũng thông cảm, những bác nào mà sẵn cần một chiếc biển Hà Nội đúng không, ở tỉnh công tác Hà Nội cần một chiếc Hà Nội để đi lại sau này về quê lại bán ấy, thì những mẫu này rất hợp lý đúng không, hết mất tiền lỗ rồi mình có thể yên tâm hơn trong việc này chị bảo đi xong rồi bán lại mang cho vài con siết FI giá rẻ. Không còn, không còn chị. Không còn mới một chiếc đi ăn đi làm đây. Hàng lết. Tiếng là đi ăn đi làm nhưng nó cũng là xe ga, nhìn vẫn có những cái sang trọng nhất định đúng không ạ? Lại biển Hà Nội nữa. Mà giá thì bây giờ rất hợp lý. Ngày xưa mà mua xe ga Honda đâu dễ được đâu ạ. Bây giờ các bác bỏ ra tính ra là toàn dưới 10 triệu là đã sử dụng được rồi. Cảm ơn anh Tuấn Mai nhá. Cảm ơn nhiều, rất là nhiều. 2009 ạ, một chiếc tablet bản chế cơ 29X510238 ạ. Anh à, 10.800.000, vẫn phải là 10.800.000. Em ơi, 10.800.000 nhá cho một chiếc LED 208 chế cơ, đăng ký lại 2013. Được cái là sơn này, các bác nhìn cái sơn xi dọn, 10.800.000 sơn xi dọn đẹp ngon lành. Vâng, anh em 2009 thôi mọi người nhá, bản chế cơ. Đắt là những cái đồ này, vào hết này, các bác nhìn cái đồ này, đồ đẹp, đẹp hết. Tóm lại là một chiếc xe được dọn đẹp, sạch sẽ, ngon lành rồi. Anh em chỉ việc mua về đổ xăng và đi thôi. Đấy, anh em cứ đi cho em tầm 3-4 ngày, anh em cảm thấy ô pha kết rồi mọi người đổ thay dầu cho em bộ dầu máy, dầu láp là anh em cứ thế đi đổ xăng. Ngon lành cành đà mọi người nhá, không vấn đề gì.